Hà Nội có khoảng 70 hãng taxi với khoảng 17.000 phương tiện, nhưng hãng lớn nhất cũng chỉ có hơn 1.000 xe, tức là chỉ chiếm chưa tới 7% thị phần. Đây chính là điểm yếu khiến các hãng taxi truyền thống khó cạnh tranh được với các hãng taxi công nghệ. Với mô hình sát nhập thì ngoài việc đặt qua app chung thì việc áp dụng mức giá cước linh hoạt, không tăng giá giờ cao điểm, đó là ưu thế của taxi truyền thống mà các ứng dụng xe công nghệ trước đó cũng không có được. So với mấy năm trước ấy, thì chất lượng dịch vụ của các hãng taxi truyền thống ngày càng được nâng cao. Ý thức của người lái xe và chất lượng dịch vụ phải nói là ngày một tốt. Cái việc ra đời của thương hiệu taxi G7 đánh dấu một cái bước chuyển biến mới trong cái việc là áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành vận tải nhằm minh bạch thị trường vận tải cũng như là bảo vệ quyền lợi của khách hàng và nâng cao cái chất lượng dịch vụ của các cái hãng taxi. Có thể nói, với sự xuất hiện của ứng dụng xe công nghệ, buộc các hãng taxi phải chuyển động, đổi mới mình. Trong bối cảnh khó khăn, vốn đầu tư ít thì việc sát nhập được coi là lựa chọn khôn ngoan nhất để giành phần thị trường. Tất cả các cái doanh nghiệp khác, các hãng khác thì cũng sẽ phải nhìn nhận và cũng sẽ phải có những cái điều vài cái tích cực để cùng nhau xây dựng ra những cái nền tảng kết nối cho khách hàng. Và chắc chắn khách hàng sẽ có một sự tin tưởng, khách hàng sẽ thấy an toàn hơn bởi vì khi tất cả các khiếu nại của khách hàng khiếu nại là được giải quyết. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng việc tích tụ các hãng taxi truyền thống là minh chứng cho việc cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường, đồng thời chấm dứt sự hoạt động nhỏ lẻ, manh mún, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của khách hàng, tiết giảm nhiều chi phí đầu tư cho mỗi đơn vị taxi. Sát nhập để hình thành quy mô doanh nghiệp lớn hơn, có năng để tạo ra cái năng lực đầu tư. Đấy, bởi vì chúng ta nếu một cái nền tảng mà chỉ có sử dụng 50 xe hoặc là 100 xe thì rất lãng phí, trong khi một cái nền tảng số hoàn toàn có thể sử dụng đến hàng triệu phương tiện. Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải luôn làm mới mình, cung cấp dịch vụ tốt nhất. Khi có một thách thức mới, bắt buộc phải chuyển động. Đây chính là con đường mà các hãng taxi truyền thống phải đi để tìm chỗ đứng.